em Quốc Hồng xin gửi lời chào tất cả các bác và tất cả anh em nha. Thì tiếp tục video hôm nay thì bên em lại tiếp tục lên cho các bác một cấu hình và nó chưa đến 30 triệu nha các bác nha, chưa đến 30 triệu. Một cấu hình tương đối là hợp lý cho những cái không gian phòng tầm 45 mét vuông đổ lại. Đấy, 45 mét vuông đổ lại là các bác chơi bộ combo này là hợp lý luôn. Nhưng mà giá nó chưa đến là 30 triệu nha các bác nha. Giá chưa đến 30 triệu, giá rất là tốt thôi. Nếu các bác lấy thêm một cái con micro nữa là vừa đủ 30, vừa tránh 30 triệu luôn. Đó. Rồi, ok. Thì bộ phối ghép ngày hôm nay bên em đưa lên cho các bác trong video này đó là một bộ phối ghép gồm một đôi loa full bass 40 của hãng LV Electrovoice của Mỹ, một con đại QC 1700 đó của Mỹ luôn nha bác nha, của Mỹ luôn, và một chiếc quang Electronic V60 Luxury, một dòng quang cơ lai số đánh cấp và cho chất âm cực kỳ là hay. Đấy, cực kỳ là hay luôn bác đó. Không thua kém gì những dòng quang số nha, nhưng mà giá nó lại rất là rẻ thôi, giá nó không có cao như dòng quang số đó. Rồi, ok, thì với cấu hình này thì bên em sẽ giới thiệu cho các bác chi tiết nha. Về đôi loa EV thì nó có mã là EVS15, gồm một bass 40, và một loa chép kèm, ở phía trên, phần thùng là thùng gỗ bọc nỉ, thùng rất là sâu và cũng như là vuông vánh nha các nha. Và hàng này còn cực kỳ là đẹp và chắc cho các bác để có chơi. Các bác nào có nhu cầu thì cứ việc kết nối Zalo với em sẽ gửi anh cụ thể chi tiết từng món hàng cho các bác theo dõi. Loa EV nha các bác, đây nhìn logo EV này, EV Electrovoice nha. Một cặp nha. Riêng cặp này thì hiện tại thì bên em chỉ có giá là 13 triệu thôi bác, 13 triệu nha. Và bên em sẽ tặng kèm cho các bác là một cặp dây loa. Rồi. Đến với sản phẩm thứ hai đó là sản phẩm đại QC 1700. Dòng này thì là hàng Mỹ xuất sang thị trường Korea, Hàn Quốc. Chạy điện là 220V với cấu hình là 32 sò sách. Đấy, 32 sò sách nha. Rồi con này thì nó đánh rất là khỏe nha bác, đánh cực kỳ là khỏe luôn, size dày 3U, rất là hầm hố nha. Con này thì hiện tại bên em đang có giá là 11.500.000, 11.500.000 nha bác. QC 1700, nhà hàng rất là đẹp và chắc. Còn về dòng vang cơ lời số Electric Luxury V60 thì dòng này bên em cũng đã giới thiệu cho tất cả bác rất là nhiều rồi. Dòng này thì nó sử dụng chip cho mã 32 bit USB cho chất âm cực kỳ là hay và được tích hợp phần cơ để chúng ta chân tay vào như là phần số để setup trên máy tính nha bác nha. Đấy. Và dòng này thì có chỉnh nó rất là dễ dàng và cũng như là đặc biệt nó cho chất âm ra và dòng và chất âm music ra và effect nó cực kỳ là hay luôn, cực kỳ là mượt nha. Karaoke thì quá chuyên nghiệp rồi. Về vang thì hiện tại bên em đang có mức giá là 3.500.000 nha bác nha, 3.500.000 bằng với dòng Gutin Brabus 50 bit nha bác. Rồi, đó là cái cấu hình mà bên em lên cho cả bác ngày hôm nay gồm 3 sản phẩm với mức giá các bác lấy cả bộ thì này, 13 với lại 11 năm là 20 11 năm với là 24 năm nha bác nha, 24 năm với lại 3.5 triệu là 28 triệu. Đấy, 28 triệu nha các bác, lấy các bác mua lẻ là 28 triệu nha bác nha, còn bác lấy nguyên cả bộ thì bên em sẽ tặng kèm do rất là đủ cho cả bác và giá của nó chỉ có 27 triệu thôi, 27 triệu, chưa đến 30 triệu các bác đã sở hữu nguyên một bộ combo rất là chắc như thế này rồi. Giờ thì bên em sẽ mời tất cả bác chúng ta cùng lắng nghe chất âm của bộ combo này. Thank you.
chất âm của cái bộ combo này rồi. Thì các bác nào cần có nhu cầu cần những sản phẩm này thì liên hệ cho em có không qua hai số điện thoại trên tấm biển màn hình, Zalo, Facebook qua số đuôi 707 nhé. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả các bác ở những video sau.